vợ anh ấy còn van xin tôi ngủ với cô ta đấy. Thằng khốn nạn, mày lôi chồng mày đến đây để đánh tao á? Vâng, đấy chẳng qua là những lý do để thuyết phục rằng cô rời khỏi công ty này thôi, hiểu chưa? Đi đâu? Cô để ngoài tai lời tôi nói cơ đấy. Cô nên nhớ ấy, với cái vị trí của tôi có thể khiến cho cô quỳ xuống mà van xin đấy. Đừng có cứng đầu nữa. Tôi không phải là cái thứ rẻ rúm như thế. Miệng lưỡi cứng phết. Không phải loại rẻ rúm à? Nghe nói là cô đang muốn bán cái thân để lấy cái chức phó phòng à? Để xem. Sao? Anh giở trò gì? Sao anh lại nói là giở trò? Anh có giở trò gì ở đây đâu. Chỉ là anh muốn quan tâm ai đấy thì anh quan tâm thôi. Đổi lại sự quan tâm đấy của anh ấy là gì? Hả? Đồ đồi bạn! Đồ yêu dâu xanh! Cái vị trí phó phòng đấy tôi sẽ đứng lên bằng chính thực lực của tôi. Còn anh nữa, tôi sẽ tố cáo anh vì tội quấy rối tôi đấy. Tố cáo đi. Nên nhớ ấy, đã có người muốn làm như thế rồi. Nhưng chỉ tiếc rằng là cái bản thân thằng này này còn quen sếp lớn trên kia. Thử đi. Đừng tưởng là anh sẽ chót lọt được mãi. Rồi có ngày ấy, anh sẽ tàn đời vì những cái thứ độc ác mà anh đang làm đấy. Để xem cô còn cứng đầu được bao lâu. Ok, sao phó phòng tương lai lại đi in tài liệu công việc nhân viên thế này? Có thể hiện thì cũng vừa phải thôi. Nhìn đi, làm việc đi. Sao? Lại còn thái độ à? Hả? Này, bàn tôi ấy còn nhiều tài liệu đấy. Liệu mà làm, hạn là chiều nay. Sai một tí gì ấy thì chết với tôi, nghe chưa? Rồi, sao nhan sắc của em nó lại tàn tạ thế này? Xót quá. Có phải là do khối lượng công việc nhiều quá không? Nếu em muốn thảnh thơi hơn ấy thì nghe tôi. Cho tôi một đêm. Đồ khốn nạn. Anh đừng có mà nói những cái câu cặn bã như thế nữa đi. Dù anh có làm gì đi chăng nữa ấy, thì cũng không bao giờ đạt được thứ mà anh muốn đâu. Cái gì? Thôi được rồi, bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là theo tôi. Thứ hai ý, cuốn gói cút khỏi đây trong sự nhục nhã. Và hơn nữa, khi chồng cô biết được sự việc thì sao nhỉ? Anh định làm cái gì cơ? Tôi có làm gì đâu, tôi định nói sự thật mà thôi. Rằng là cô muốn lên phó phòng, cho nên cô cố tình tiếp cận. Anh còn dám bịa đặt cho tôi nữa cả. Tôi đâu có bịa đặt nào. Đấy chẳng qua là những lý do để thuyết phục rằng cô rời khỏi công ty này thôi, hiểu chưa? Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Dù sao ấy, tôi cũng chán cảnh suốt ngày phải nhìn cái mặt khốn nạn của anh rồi. Này, vào dọn đi. Từ đã. Đi đâu vội thế? Xem nào. Anh làm cái gì đấy?
kiểm tra xem cô có mang tài liệu mật nào của công ty đi hay không mà. Này, tôi không bao giờ thèm làm cái chuyện đấy đâu nhá. Đời bây giờ thiếu gì tội phạm mang cái mác thanh cao. Nào đi đi. Hôm nay có việc gì mà em tới tận công ty tìm anh thế? Anh à, em có chuyện muốn nói. Em nói đi. Hôm nay em bị đuổi việc rồi. Em... Không sao cả. Nếu mà em cảm thấy công việc áp lực quá, em cứ nghỉ đi. Nếu em cố làm việc rồi căng thẳng đầu óc, stress, ảnh hưởng đến bữa ăn, rồi hại dạ dày, mà quan trọng nhất ấy là phải giữ sức khỏe ấy. Còn tất cả mọi việc em cứ để anh lo. À, anh có cái này sẽ tặng cho vợ. Cái gì đấy ạ? Đây là viên dạ dày Fucodan, có tác dụng làm giảm các triệu chứng đau dạ dày, hành tá tràng, viêm loét dạ dày, viêm hang vị, trào ngược dạ dày, ợ hơi, ợ chua. Hơn nữa làm tăng cường hệ miễn dịch của mình, rồi giảm các triệu chứng phụ của hóa trị, xạ trị. Để anh lấy cho em uống nhé. Em uống đi. Gần đây anh thấy sức khỏe của em yếu quá, hốc hác cả người này. Em phải chăm uống cái viên dạ dày Fucodan này vào nhé. Cảm ơn chồng vì đã luôn lo lắng chăm sóc cho em. Anh không quan tâm chăm sóc vợ của anh thì anh quan tâm ai? Ô kìa. Này, ra ngoài đi. Nhắc nhắc này đến đây làm gì? Hả? Này, mà dạo này nhìn ngon nghẻ phết nhỉ. Ra đây là chồng cô đó. Tôi nói này nhá, nếu tôi mà là anh ấy, có lẽ tôi không chọn đến đây đâu. Vì sao vậy? Sao nhỉ? Mình là đàn ông, có lẽ cái việc mình cay nhất ấy là vợ mình lăng loàn đấy. Anh, vợ tôi lăng loàn như thế nào anh có thể nói kỹ cho tôi biết được không? Được. Nó như nào nhờ? Thỉnh thoảng ấy, tôi với vợ anh nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh, từ thế thì không được thoải mái cho lắm. Đôi lúc khi mà mọi người tan làm ấy, bọn tôi có dạo vòng quanh, làm vài tư thế với nhau trên những cái chiếc ghế mà mọi người đã về đấy. Anh im đi, khốn nạn. Sao? Này, vợ anh ấy còn van xin tôi ngủ với cô ta đấy. Thằng khốn nạn, mày tưởng mày nói mấy câu nói đấy mà để tao tin à? Hả? Còn mày mà dám động đến vợ tao, tao cho mày biết tay. Này, sao? Đánh đi, đánh đi. Không làm được à? Hả? À, chúng mày không làm được à? Sao? Mày lôi chồng mày đến đây để đánh tao á? Hả? À, nói cho mày biết, tao là trưởng phòng ở công ty này, quyền sinh quyền sát ấy, trong tay tao. Mày nghe rõ chưa? Mày nói là mày có quyền sinh quyền sát à? Đúng. Mày quấy rối vợ tao, mày ép cô đến nỗi phải đổ bệnh, mày còn ép tất cả nhân viên trong công ty này phải chiều theo ý của mày. Hiện tại, tao đã gửi lá đơn tố cáo đến công an rồi. Mày cẩn thận đấy. Sao? Bằng chứng đâu? Mày cho tao bằng chứng đi. Nói. Ở đâu nào? Ở đâu? Công an đã nắm giữ lá đơn tố cáo của tất cả những nạn nhân.
đã bị mày hành hạ. Mày sắp bị nghiệp quật rồi. Anh, từ bao giờ mà anh biết hết tất cả mọi chuyện đấy? Hôm em bị đuổi việc, anh có tình cờ đi qua. Anh định vào thăm em. Mà đáng lẽ em phải nói chuyện này với anh chứ. Tại sao em lại chịu đựng một mình? Em cũng tại vì anh vất vả mãi mới xin được cho em công việc này. Em thật sự không muốn anh thất vọng một chút nào cả. Nhưng em là vợ của anh. Anh không bảo vệ em thì anh bảo vệ ai? Cũng may giám đốc của công ty này là bạn đối tác của anh. Cậu ấy đã biết được việc này và cậu ấy muốn em làm thay vị trí của hắn, coi như là lời xin lỗi. Còn mày, chính thức từ bây giờ mày đã bị đuổi việc. Không khí ở đây đã đến lúc trong lành rồi đấy. Mình đi thôi. Điều kỳ diệu mang tên